Nói chuyện tại một hội thảo vừa diễn ra, thì ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cùng các chuyên gia từ chương trình Thạc sĩ Chính sách công Fulbright và Viện Quản trị Kinh doanh FSB cho rằng, khi kinh tế vĩ mô còn bất ổn, tăng trưởng giảm sút, doanh nghiệp cần xem xét những điểm yếu của chính mình để đứng dậy. Trong hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam 2014-2015, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? Do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 10 tháng 9, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam là đối tượng bị tổn thương nhiều nhất khi chính phủ điều chỉnh nhiều chính sách vĩ mô. Chẳng hạn, thời kỳ thu hút đầu tư và kiều hối, lãi suất ngân hàng lên mức 20%, doanh nghiệp Việt Nam hầu như khó vay tiền để đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến khi chính phủ hạ lãi suất để ổn định tỷ lệ lạm phát, thì doanh nghiệp lại không bán được hàng vì sức mua yếu ớt do đầu tư nước ngoài và kiều hối chững lại. Vòng xoáy luẩn quẩn khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, nhiều công ty phá sản hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Thế nhưng ông Trương Gia Bình đặt vấn đề vì sao trong khó khăn chung như vậy nhưng doanh nghiệp FDI vẫn hoạt động tốt. Theo nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế thuộc chương trình đào tạo chính sách công Fulbright, tăng trưởng xuất khẩu khu vực FDI năm 2012 đạt đến 33,5%, trong khi khu vực kinh tế trong nước chỉ là 1,3%. Tăng trưởng tổng mức bán lẻ và dịch vụ tháng 8 năm 2013 của doanh nghiệp FDI là 37,5%, trong khi doanh nghiệp tư nhân trong nước là 14,2%. Ông Bình cho rằng ngoài các yếu tố như kinh tế vĩ mô, một điều cần thừa nhận là nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa thật nghiêm túc như các doanh nghiệp FDI, thường thích kinh doanh kiểu cơ hội, theo xu hướng, chứ chưa xây dựng nền tảng từ khi mới thành lập. Ngoài ra, ông cho rằng vấn đề đào tạo lao động là cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. Đối với FPT là một công ty mà sức cạnh tranh là trong lĩnh vực công nghệ và không phải chỉ ở trong nước mà quốc tế, cho nên cái vấn đề giáo dục, các vấn đề đào tạo và vấn đề học hành là vấn đề không thể thiếu được, đơn thuần là không thể thiếu được. Và khi mà bắt đầu xuất khẩu phần mềm, chúng tôi một chữ tiếng Nhật bẻ đôi không biết. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng tôi có khoảng 2.500 người, và trong trường đại học FPT chúng tôi cũng có khoảng độ trên 3.000 người đang học tiếng Nhật. Cái nguồn nhân lực mà không có tiếng Nhật thì không thể làm việc ở Nhật Bản. Thế đấy là một ví dụ rất nhỏ, chưa nói là trong các lĩnh vực công nghệ khác. Ông Bình cho rằng chừng nào doanh nghiệp còn tạo vùng trời cho nhân viên phát triển, kể cả phát triển cá nhân, thì họ còn sống chết với doanh nghiệp.